Xin chào toàn thể anh em nha. Thì hôm nay mình lại lên tiếp tục làm mấy clip để chia sẻ cho anh em về một cái ban bệnh rất là lạ của dòng xe Wenfa nhá, mà điều đặc biệt là cái bệnh này cũng rất là nhiều xe bị luôn. Nhưng hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các anh em mới học nghề mà chưa biết về cái phần tiếng kêu máy của các cái dòng xe như nào để anh em có thể nghe và bắt bệnh cho dễ nhá. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy để mình sẽ thử nổ con Wenfa lên để cho anh em cùng nghe và tham khảo nhá. Rồi mình sẽ đưa máy quay về gần cái buồng điện hơn để cho anh em nghe được cho nó rõ chuẩn chính xác. Để anh em nào mà đã có một chút kinh nghiệm để đoán bệnh rồi thì anh em hãy nghe và đoán bệnh thử nhá, xem có đúng không nhá. Và anh em nào mà chưa biết thì anh em hãy nghe để cảm nhận, rồi anh em mình tới đây sẽ có trường hợp mà anh em mình gặp được những con kêu như thế này thì anh em còn biết cách mà đoán và thay thế cho nó nhanh gọn nhá. Thì đây bây giờ mình sẽ nổ thử cho anh em này. Đó. Anh em bây giờ mình sẽ về mo. Mình sẽ về mo để bánh nó đỡ xoay thì anh em nghe sẽ dễ hơn. Rồi đây, anh em nghe tiếng kêu đây. Tiếng kêu tích tách nha. Đó. Cái tiếng kêu tích tách này, nhưng mà nãy nó còn có một tiếng lỏng của bát đề nữa. Đấy, có cái tiếng cộc cộc nha anh em nhá. Nó hơi cộc cộc ấy. Anh em ga to lên thì hết. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái buồng điện này ra để anh em cùng xem ở bên trong cái buồng điện này là con ốc bát đề lỏng và có một tiếng kêu tích tách rích rách đấy, để xem là cái tiếng kêu đấy là tiếng kêu gì nhá. Còn có một tiếng kêu cục cộc đấy là tiếng kêu của bát đề lỏng rồi. Ok, có ba con ốc bát đề đấy. Rồi anh em hãy tháo cái cánh yếm bên này ra này, với lại là một mảnh yếm sườn này ra nhá anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để tháo cho các anh em cùng xem. Thì trước tiên thì anh em phải tháo cái mặt nạ nó lới lỏng ra một chút. Đây cái mặt nạ trên đằng trước này. Rồi anh em lấy được lỏng con ốc mặt nạ này lên rồi thì anh em hãy lấy tay anh em kéo cái nhiếm ra. Anh em tháo luôn cả cái giã inox này ra nhé, để anh em có thể thao tác tháo được cái mảnh ốp sườn này. Đấy, ở bên dưới cốp yên này nhé. Con ốc vít ở dưới cái cốp yên này này anh em này, ở cái vị trí này nhá. Thì anh em phải lấy một cái tô vít đóng như này, đấy, mũi nhọn như này nhá. Anh em dùng cà lê 8 anh em mới có thể vặn được nhá. Còn tôi anh em dùng tô vít dài rất là khó vặn. Mũi tô vít này vào để cho cái đầu tô vít này nó in sâu vào cái con ốc tô vít nha. Đấy, rồi anh em lấy tay đẩy mạnh vào, anh em mới vặn được con ốc này ra đấy. Con ốc này rất là khó, anh em mà vặn quét thì rất là khó vặn ra nha. Thì tiếp đến anh em mở cốp lên này. Mở cốp thì anh em tháo con ốc tô vít ở ngay giáp lai với cái lại bình xăng. Và ở bên dưới này nữa nha anh em nhá. Ở mảnh bên dưới này thì anh em cũng phải tháo con ốc vít này ra. Nếu con ốc này toét rồi thì anh em mình phải
lấy tu vít hai cạnh nhá. Vâng. Sao mà cứ nhận cứ vận được cái này nó cũng không khá gì vui đây. Sản xuất cứ còn làm này. Đây hiện tại bây giờ mình đã tháo ra nha, bây giờ anh em tiếp đến anh em lấy cái tu vít hai cạnh này. Để anh em cậy vào cái rãnh này. Đấy, nó có một cái rãnh ở đây, anh em cậy để cho hai cái mảnh này nó sẽ tách rời ra. Đó. Bây giờ anh em hãy cậy mảnh bên dưới này lên này để cho nó vượt khỏi cái con vị trí bắt ốc. Đây, đấy bây giờ mình lôi ra như này rồi nhá. Thì anh em lại lấy cái tô vít hai cạnh này để anh em cậy. Để anh em tháo cái tấm màu đen này ra riêng nhá. Đấy, anh em cậy như này thôi là ra được rồi. Đó, bây giờ mình đã thao tác tháo được ra rồi. Tiếp đến thì anh em hãy dùng bằng cà lê 10 để anh em vặn con ốc cần số. Đây và hiện tại thì bây giờ Lý đã tháo được cái bường điện ra nhá. Thì ở trước mắt anh em đây là cái vô lăng này. Thì bây giờ mình sẽ phải tháo tất cả cái vô lăng này ra để mình mới có thể xem thấy được cái chi tiết hỏng ở bên trong nhá. Thì hiện tại bây giờ Lý đã nhìn qua rồi, Lý đã thấy có tình trạng hỏng khu vực này rồi. Nhưng mà để bắn ra để chia sẻ cho anh em sẽ cận cảnh và rõ ràng hơn nhá. Anh em hãy dùng bằng súng để anh em bắn được cái sổ số 4 này ra này. Anh em bỏ cái lòng đen này ra, anh em lại vặn con ốc 14 vào nhá. Để anh em mình thao tác bắn 30 vô lăng này ra xong anh em mình bắn. Thì trong tình trạng nhiều khi anh em mình không vặn con ốc này ấy, thì khi anh em mình vam vào thì con ốc của cái vam này nó sẽ đẩy vào cái đầu trục này và nó rất là hay toét và nó bị phè ra thì anh em mình bắt sẽ không được nhá. Thì lúc đó rất là khó cho anh em không có đồ để tạo lại gen. Đấy thì anh em cái bài này anh em cần phải nên lưu ý nhá. Ok, bây giờ mình đã tháo ra. Đây, nguyên nhân của nó là đây anh em nhé. Các cái con ốc nó tụt hết này. Đấy, cái tiếng kêu rích rách đấy là do con ốc này. Khi cái vô lăng nó quay thì nó sẽ sát cốt với lại cái bánh răng của đĩa đề này anh em nhé. Đấy, anh em nhìn xem. Nó mài mòn đến mức độ như thế này rồi. Chuẩn bị là đứt đến nơi rồi. Đây này, anh em nhìn này. Gen nó sắp chuẩn bị đứt này, nó mất hết gen rồi. Và cái con ốc này thì nó cũng lỏng hết rồi này. Đấy, bây giờ tay anh em mình vặn nó ra ấy. Bình thường này, anh em nhìn thấy này. Đấy, rất là lỏng nhá. Rồi ok, cái ban bệnh này thì nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ anh em mình thao tác đóng vào là ok và thay ốc mới là ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để triển khai là xử lý các con ốc này để làm sao là thay thế nó đi. Đó anh em thấy không, bây giờ khu vực bên trong này nó đã xoay, nó đã chảy xước hết cả cái đĩa này, này. Và hiện tại thì bây giờ là Lý sẽ chỉ thay ba con ốc này thôi nhá. Bởi vì cái bát đề của con xe này thì nó vẫn còn có thể tái sử dụng được. Thì anh em mình không cần thiết phải thay nhá. Thì trước tiên thì anh em muốn để làm sao con ốc này nó không bị tụt đấy. Đấy, nó sẽ chắc dài lâu ấy. Thì anh em phải chuẩn bị cho Lý một cái lọ keo con voi như này. Thì anh em hãy theo cách của Lý xử lý nhá. Bởi vì khi anh em mình nhỏ cái con voi này vào thì trong khi mình vặn xuống ấy thì keo nó chưa chết thì anh em mình vẫn lại xuống bình thường, còn khi anh em mình vặn chặt vào thì keo nó chết thì nó sẽ cứng lại nhá, thì nó rất là khó bị tụt anh em nhá. Đấy, còn trường hợp nó hay bị tụt đây là do kiểu lúc mình đề xong là bắt đầu là nó lắc. Đấy, cái bát đề này nó lắc đâm ra là dần dần lâu dài nó sẽ lỏng. Cái này thì xe nào cũng có thể bị chứ không phải nguyên là con VA nhá anh em nhá.
Thì bây giờ thì anh em phải xem đây, đây nó có một cái chốt này để anh em mình lắp vào cái chốt này đó, thì để tránh tình trạng nó xê dịch đi xê dịch lại nó xoay tròn đấy, thì cũng là có tác dụng để đỡ anh em mình con ốc này nó sẽ bị lỏng nhanh nhá. Đấy, cái tác dụng của cái con chốt này là như vậy. Thì bây giờ anh em cho xuống này. Rồi bây giờ mình đã thao tác cho xuống nha. Trước tiên anh em máy vặn tạm xuống, vặn tạm thời xuống thôi, để anh em mình cho nó vào gen đã, thì lúc đó anh em mình không đổ keo con voi nhá, còn không anh em mình đổ là nó sẽ bị lệch gen, là anh em mình vặn không vào được luôn. Rồi ok, thì bây giờ anh em đây, anh em đổ thẳng trực tiếp xuống đây cho Lý này. Đấy, anh em đổ thẳng trực tiếp xuống đây rồi anh em hắn vặn xuống. Trong khi đó anh em mình phải vặn thật là nhanh nhá. Đó, anh em mình vặn nhanh, anh em mình lấy tô vít đóng, anh em mình đóng luôn để cho vặn siết cái con ốc này và chật luôn nhá. Ok, mình đã siết được một con này. Thì tiếp đến anh em lại đổ keo xuống này. Đấy. Rồi ok, mình đã đóng được hai con này. Anh em lại đổ tiếp vào con thứ ba nhá. Anh em phải nhớ lưu ý là đồng thời anh em phải vặn thật là nhanh để cho tránh tình trạng nó bị cứng keo. Rồi ok, bây giờ mình đã thao tác đóng được cái ốc bát đề này vào hết rồi nha anh em nhá. Thì trong khi đó thì anh em sẽ nhìn thấy cái con ốc bát đề này nó sẽ lồi lên một tí này. Đấy. Ba cái con này nó sẽ lồi lên một tí. Mình sẽ cố gắng đóng làm sao để con này xuống thêm một chút nữa. Rồi ok, khi anh em đóng được các con ốc bát đề này là nó lồi lên được như này, thì anh em mình sẽ thao tác thêm một cách nữa. Anh em hãy đóng vào cái đầu ốc này cho nó tòe ra. Đấy, để làm sao cho nó đỡ tụt ra nha anh em nhá. Thì đây anh em hãy xem cách của Lý đóng nhá. Đây anh em nhìn này. Anh em để thẳng vào đây, anh em đóng thành cái mũi tô vít hai cạnh ấy. Đó. Hiện tại là mình đã thao tác được một con rồi nha anh em nha. Thì anh em lại để vào giữa của cái đầu ốc ấy, anh em lại đóng cho Lý tiếp tục con thứ hai. Đấy, anh em đóng thành cái nốt tôi viết hai cạnh như này thôi là cũng đã đủ rồi nha. Đã đủ để cho cái con ốc này nó chắc rồi. Và tiếp đến này, ở trên này nữa thì anh em mình đây, nó có cái rãnh như này này. Đấy, nó có cái rãnh như này. Đấy, thì anh em mình đóng cái đầu ốc tô vít ở trên này để cho nó in xuống xuống cái rãnh này nha anh em nha. Xuống cái rãnh này thì nó cũng tránh tình trạng để bị tụt con ốc, vô là con ốc bát đề này hơn. Đấy, nó rất là khó tụt nha anh em nha. Đó, đây anh em này, anh em nhìn này, anh em nhìn thao các đóng của Lý như nào thì anh em hãy đóng như vậy nhá. Đấy, cái ránh này nó có cái tác dụng rất là lớn đấy. Anh em nào mà nhiều khi anh em thay những cái bát đề mới mà anh em lại không để ý, anh em chỉ có đóng con ốc này xuống thẳng thôi, mà anh em mình không đóng in như này thì nó rất là nhanh tụt. Tiếp đến các con ốc thứ hai và thứ ba anh em mình cũng đóng như vậy. Đây, hiện giờ mình đã thao tác thành công rồi nha, và thao tác xong nha. Bây giờ anh em hãy lắp nốt cái bi đề vào nữa thôi là anh em mình đã xử lý xong con bệnh này.
Và nhân tiện đây thì mình cũng hướng dẫn luôn cho anh em để khi anh em có thể tháo cái bát đề này ra hết thì nhiều lúc anh em không biết lắp vào như nào cho nó dễ và chuẩn nhá. Thì mình cũng tiện mình lắp luôn cái lò xo này với lại các cái bi đề này vào. Đấy, và cái thanh chốt đẩy của nó ra để cho anh em mình cùng xem và tham khảo nhá. Thì trước tiên anh em cho cái con thanh tì này vào đây. Đấy. Và cái lò xo này. Anh em nhìn bên trong này có một cái lỗ này, thật sự máy quay thì rất là khó, anh em hãy theo thao tác của Lý, anh em hãy làm theo nhá. Thì đây anh em đút vào như này thôi. Đó đây, đút vào được như này thì anh em lấy cái tô vít hai cạnh này, anh em bẩy này. Đấy, anh em bẩy lựa lựa để làm sao nó vào cái lỗ này đấy. Anh em nhìn thấy nó vào cái lỗ không ạ? Mình đẩy ra đẩy vào nó nhún ra nhún vào này. Đó, khi anh em mình lắp phải nhún ra nhún vào như này thì nó mới ok nhá. Thì anh em lấy cái hai ngón tay này, anh em cho cái viên bi vào. Đấy, một ngón này anh em sẽ đẩy này. Đấy, lựa lựa anh em sẽ đẩy vào. Đấy là xong. Đây mình sẽ làm lại cho anh em xem này. Đó, đây anh em giữ, anh em rút ra này. Đấy, bây giờ là rất là ngon nhá. Tiếp đến ở bên trong này cũng cái lò xo nữa này, thì anh em cũng thao tác làm như vậy thôi. Đây anh em cũng lựa, anh em đút vào này. Đó, lấy tô vít anh em cho vào là xong, rất là nhanh thôi, rất là dễ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp lên trên con xe UEA này nhá. Đây giờ anh em nhìn thấy như này thì anh em đút vào đây. Đấy, anh em đút vào đúng vào cái đánh cá nha, nó có con cá này. Anh em vừa đút anh em vừa xoay như này để cho nó vào ăn khớp với cái đĩa đề. Rồi ok, mình đã thao tác được vào nhé. Khi anh em vặn được con ốc 14 này vào được con vô lăng như này rồi thì anh em lấy súng anh em lại bắn chặt vào nhé. Rồi, okay. Thì anh em cũng nên lưu ý nhá, khi anh em mình tháo ra thì cái gioăng của cái bưởng điện này nó rách, thì anh em cũng nên thay cái gioăng này đi để tránh tình trạng là nó bị dò nước vào bên trong của cái bưởng điện này nhá. Thì trong khi đó thì nó sẽ bị cháy cái cuộn nổ này của anh em này. Đấy, anh em nên lưu ý nhá. Thì bây giờ mình đã bôi được một lớp keo rồi, thì anh em thay cái gioăng này, anh em bôi một lớp keo này trước tiên là để nó bù đắp vào những cái vết xước của khi anh em mình cạo là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ định vị được cái gioăng này của mình thì nó sẽ không bị tụt nha anh em nhá. Đây thì anh em hãy cho vào như này. Đó. Ok, bây giờ mình đã thiết kế xong rồi. Rồi, thế thì hiện tại mình đã thao tác để lắp được các cái bưởng điện của con xe UE Alpha 100 vào nhá. Thì bây giờ mình sẽ trực tiếp mình sẽ nổ thử cho anh em cùng nhau nghe nhá. Thì bây giờ mình sẽ để nổ trước này, xong mình sẽ lấy máy quay anh em mình sẽ quay sang cận cảnh sang bên cái bưởng điện rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em và cho các anh em nghe cái thử cái tiếng kêu này nó đã hết chưa nhá. Rồi, hiện tại thì mình đã để nổ này. Bây giờ mình sẽ đưa anh em sang bên bưởng điện nhá. Mình sẽ để lại nha anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy quay xuống thấp hơn một chút nữa để anh em nghe có thể được rõ ràng hơn. Đó, anh em nghe thấy không? Bây giờ nó còn chỉ còn một tiếng kêu tạch tạch là tiếng kêu của cái đầu bò đầu nấm này nha anh em nhé. Tiếng kêu này thì có thể anh em phải xử lý được mà. Đấy, anh em thấy không, nghe rất là im rồi nhá. Bây giờ thì hiện tại mình đã lắp hoàn thiện rồi và nổ thử cho anh em nghe rồi nhá. Thì cái video này của Lý thì anh em xem video của Lý mà thấy hay mà hữu ích với anh em ấy thì anh em hãy like và chia sẻ nhá. Và anh em nào mà có cái ban bệnh nào khó có thể hỏi tư vấn Lý ở qua cái số 0918177412 mình sẽ tư vấn cho các anh em nhé. Rồi anh em nào mà đang theo dõi kênh của Lý thì anh em tiếp tục ủng hộ Lý bằng cách là like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đấy, và anh em nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để và nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của Lý tới đây. Lý sẽ ra mắt anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em và chúc anh em thao tác thành công.